Bậc quán chiếu thấu suốt chúng sanh cũng đối với pháp yếu sâu xa như vậy có thể chân tránh tu hành ra lìa nghi hoặc. Và Bồ Tát thần chứng đã được tịnh nhẫn đối với pháp yếu này cũng chắc chắn không còn nghi ngờ. Này Xán lợi tử còn phàm phu ngu si, đối với pháp vi diệu này thì không phải chỗ hành của họ. Này Xán lợi tử như vậy giáo pháp tương ứng bát nhã ba la mật đa đã nói rất là khó đắc hoàn toàn không bao giờ rơi vào tay các loài hữu tình tin hiểu thấp kém nếu các hữu tình đã từng phụng thờ nhiều phật thành tựu căn lành thanh tịnh tối thắng với lòng tin hiểu rộng lớn thì nên biết giáo pháp tương ương bát nhã ba la mật đa sâu xa đã nói sẽ rơi vào tay các loài hữu tình đã trồng vô lượng căn lành rộng lớn thành tựu như hòa ý vui thanh tịnh quá khứ đã ở vô lượng chỗ Phật, trông giống bồ đề phát thệ nguyện rộng, làm hạnh Bồ Tát, cưỡi xe Phật cưỡi, gần gũi như lai ứng tránh đẳng giác, như lý thư hỏi giáo Pháp sâu xa. Nếu giáo Pháp tương ứng bát nhã ba la mật đa này, rơi vào tay các vị ấy, thì nên biết các loài hữu tình này đã chứng được vô sanh Pháp nhẫn, hoặc gần chứng vô sanh Pháp nhẫn hoặc giáo pháp tương ương bát nhã ba la mật đa này rơi vào tay các vị ấy nên biết các loài hữu tình này mau chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề ngoại trừ vì nguyện được từ bi nên không cầu mau chứng và các loài hữu tình này đã được chư phật thọ ký hoặc không lâu sẽ được thọ ký nên biết giả như các loài hữu tình này chưa được phật hiện tiền thọ ký thì cũng như người đã được phật hiện tiền thọ ký này xá lợi tử, nếu các hữu tình căn lành chưa thuần thục, phước đức cạn mỏng, thì tên kinh bát nhã bà làm mật đa này còn không được nghe, cũng gì được cầm nắm, đọc tụng, nhận giữ, biên chép, cúng dường. Vì người khác rộng nói, họ không bao giờ làm được như vậy. Nếu các hữu tình căn lành đã thành thục, nhờ nguyện lực kiếp trước, thì được gặp kinh này. Nghe, nhận giữ, biên chép, đọc tụng, cung kính, cúng dường, vì người khác rộng nói. Này sát lợi tử, nếu các hữu tình căn lành vững chắc, ý vui nhu hòa, giáo pháp tương ương bát nhã ba la mật đa này rơi vào tay các vị ấy, thì ta thọ ký cho các thiện nam, thiện nữ vân vân kia, hoặc Bồ Tát thừa, hoặc Thanh Văn thừa, nhờ đắc pháp này mà thâm tâm vui thích an lạc, dù trước đây hay giải đãi thích ngủ nghỉ, khởi biết bất tránh, không trụ tránh niệm, hoặc tâm tán loạn, hoặc ham ăn uống, hoặc ưa của báu, hoặc thích lời thô tháo, hoặc vui bạo ác, hoặc ôm lòng ngạo mạn hoặc căn ám độn không hiểu rõ. Nhưng nhờ sức căn lành như vậy mà tất cả lỗi trước đều chuyển đổi do đắc pháp yếu sâu xa này. Giả sử là thanh văn chuyển thành Bồ Tát, đối với pháp sâu xa thêm vui thích, đối với các cảnh giới có thể không buông lung, đối với các pháp lành vui thích tu hành mạnh mẽ tránh cần đè các giải đãi, một lòng nhiếp niệm, giữ gìn các căn không nói lời thô, không làm bạo ác, thường tu cung kính, thích tập đa văn, nỗ lực tinh tấn, không bị tham nhiễm, khéo lựa chọn pháp nghĩa sâu xa. Nếu muốn đầy đủ công đức như vậy thì phải siêng năng tu học pháp yếu sâu xa. Này xá lợi tử, nếu các Bồ Tát hoặc Thanh Văn Thừa nghe pháp yếu này được quả thù thắng, nghĩa là nghe pháp yếu sâu xa này quyết định không trở lại làm các việc buông lung, đối với các pháp ác không sành tìn giữ, khéo muốn tinh tấn đều không nuôi giảm, đối với chỗ tu hành không sanh khinh lẩn chậm hoãn, đối với pháp tà bên ngoài không thích nghĩ tìm, đối với pháp tham sân si không biểu hiện nhiều. Các quả vô lượng vô biên như vậy đều do được nghe pháp yếu sâu xa này. Này xá lợi tử, pháp yếu sâu xa không phải chỉ có tai nghe để gọi là quả, mà cần phải không buông lung, tinh tấn tu hành, hiểu rõ như thật, xa lìa các ác, mình và người đều lợi mới gọi là quả. Lại nữa, người nghe Pháp nghĩa là đối với Pháp yếu biết rõ như thật, tinh tấn tu học, đối với chánh Pháp không khỏi sự hiểu làm sai khác. Người nào đối với chánh Pháp phát sanh sự hiểu và làm sai khác, phải biết cả ấy không gọi là nghe Pháp. Này xá lợi tử, đối với nghĩa phương tiện thiện xảo mà các ông đã nghe, không được hiểu trái ngược, an trụ tránh hại, nếu đối với Pháp nghĩa mà phát khỏi sự hiểu biết trái ngược, không tu hành chân tránh, thì phải biết họ đối với chánh Pháp của Phật nhất định không thuận nhẫn xá lợi tử, ở trong chánh pháp và tỷ nại gia của ta, nếu người nào làm đúng như pháp gọi là thuận nhẫn, nói thuận nhẫn ấy nghĩa là đối với chánh pháp chọn lựa không trái, phát triển tránh hại. Này xá lợi tử, người nào đầy đủ thuận nhẫn, an trụ tránh hạnh, phải biết kẻ ấy chắc chắn không rơi vào các đường ác, địa ngục, bàng xanh, ngạ quỷ, mau chứng đắc quả thủ thắng chánh pháp. Này xá lợi tử, nếu các loài hữu tình không tin giữ chút căn lành nào, thì dù họ có thoát khỏi các đường ác, riêng tu tinh tấn, cũng không thể giữ gìn cho đến đối với Pháp chưa đủ tránh kiến, vẫn còn rơi vào các đường ác. Này xá lợi tử, nếu đối với tránh Pháp tu học đầy đủ đắc thuận nhẫn rồi, mới có thể không gây tạo và nhận lấy nghiệp cảm đường ác, không còn giải đãi, phát sanh ra thuận thối phần. Đối với chỗ thấp kém không sợ xa đọa đối với sự tu hành tâm không khinh đòn chậm hoãn vì sao giá lợi tử họ đối ở trong phần tạp nhiễm thanh tịnh có khả năng biết khác một cách đúng đắn được thấy như thật đã tất cả pháp sự phát khởi điên đảo tâm hiện hư dối không sành chấp trước đối với nghĩa lý tránh pháp sâu xa họ đã đắc tránh kiến đầy đủ thuận nhẫn thông minh lanh nhẹn điều hòa uyển chuyển giữa giới thanh tịnh thực hành khuôn phép tránh hạnh luật nghi do được thuận nhẫn hoàn toàn đầy đủ nên không những trời rồng dược xoa a tố lạc vân vân cung kính họ mà tất cả các người trời rồng dược xoa a tố lạc vân vân còn thương tưởng quay về cúng dường vây quanh ủng hộ khiến ác duyên không làm tổn hại thân thể và chỗ tu hành của họ cũng gì những người siêng năng tu tránh pháp thuận nhẫn nếu được thuận nhẫn thì trời rồng dược xoa a tố lạc vân vân thường theo ủng hộ cung kính cúng dường không dừng bỏ Lúc ấy xá lợi tử bảo thiện hiện Vì sao cụ thọ im lặng không nói Vì sao không nói bát nhã ba la mật đa sâu xa Hôm nay như lai ứng tránh đẳng giác hiện tiền làm chứng Này đại chúng đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa Là pháp khí chân thật ý vui thanh tịnh Xin nguyện nghe pháp sâu xa Thiện hiện đáp Xá lợi tử tôi đối với các pháp đều không thấy gì Nên tôi im lặng không nói này xá lợi tử, tôi hoàn toàn không thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cũng không thấy có các chúng Bồ Tát, không có khả năng nói, không thấy có chỗ nói, cũng không thấy do đây vì đây nhân đây thuộc đây nương đây mà nói. Tôi đối với trong đây đã không thấy gì, sao lại bảo tôi vì các chúng Bồ Tát giảng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa? giả sử tôi muốn nói ai là người nói điều gì được nói cũng lại không biết vì sao nguyên nhân gì thuộc gì nương gì mà nói tôi phải giảng nói bát nhã ba la mật đa sâu xa này như thế nào này xá lợi tử bát nhã ba la mật đa sâu xa không thể giảng nói không thể trình bày không thể hí luận này xá lợi tử bát nhã ba la mật đa sâu xa không thể giảng nói không thể trình bày không thể hí luận nếu có thể dùng phương tiện biểu thị như vậy tức là trình bày bát nhã ba la mật đa này xá lợi tử, Bát nhã Ba la mật đa sâu xa không phải quá khứ, không phải vị lai, không phải hiện tại. Này xá lợi tử, Bát nhã Ba la mật đa sâu xa không thể lấy tướng quá khứ để nói, không thể lấy tướng vị lai để nói, không thể lấy tướng hiện tại để nói. Này xá lợi tử, Bát nhã Ba la mật đa sâu xa không có tướng nên không thể nói được. Này xá lợi tử, tôi hoàn toàn không thấy bát nhã ba la mật đa sâu xa có tướng như vậy. Có thể đem tướng này tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Này xá lợi tử, tướng ba đời uẩn xứ giới vân vân, không phải bát nhã ba la mật đa sâu xa. Tướng ba đời uẩn xứ giới vân vân có chân như tánh không hư dối, tánh không đổi khác, tánh như sở hữu là bát nhã ba la mật đa sâu xa này xá lợi tử tướng ba đời uẩn xứ giới vân vân có chân như tánh không hư dối tánh không đổi khác tánh như sở hữu không thể thiết lập không thể trình bày không thể hí luận không phải nghiệp nói vân vân không phải chỗ có thể giải thích trình bày này xá lợi tử bát nhã ba la mật đa sâu xa không do trình bày tướng các pháp mà hiện tiền không do trình bày tướng uẩn xứ giới mà hiện tiền không do trình bày tướng hành không hành mà hiện tiền không do trình bày tướng duyên khởi mà hiện tiền không do trình bày tướng danh sắc mà hiện tiền không do trình bày tướng ngã hữu tình vân vân mà hiện tiền không do trình bày tướng pháp giới mà hiện tiền không do trình bày tướng có trói buộc thì trói buộc mà hiện tiền không do trình bày tướng nhân duyên mà hiện tiền không do trình bày tướng khổ vui mà hiện tiền không do trình bày tướng an lập không an lập mà hiện tiền không do trình bày tướng sanh diệt mà hiện tiền, không do trình bày tướng nhiễm tịnh mà hiện tiền, không do trình bày tướng bản tánh không phải bản tánh mà hiện tiền, không do trình bày tướng thế tục thắng nghĩa mà hiện tiền, không do trình bày tướng chắc thật hư dối mà hiện tiền, không do trình bày tướng rời chuyển vào ra mà hiện tiền. Vì sao?